sư trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói ý chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cũng vậy, trong bài kinh Upali, Phật có nói rằng chủ đạo và chủ trương ý nghiệp là quan trọng nhất. Như vậy tôi muốn hỏi như sau: đối với Phật tử tại gia giữ năm giới thì với bốn trường hợp sau, mong sư giải đáp từng trường hợp. Một người có ý muốn thích thú vợ người khác nhưng chưa có hành động gần gũi chung đụng về thể xác với người kia thì người đó có phạm giới không? Nếu phạm giới thì chưa đủ các chi phần đã có sự hành dâm thì chẳng lẽ thân nghiệp quan trọng hơn ý nghiệp hay sao? Nếu đáp án của câu trên vẫn là phạm giới về tội của một người có ý nghiệp nhưng chưa hành động thân nghiệp và người có ý nghiệp đã hành động thân nghiệp thì có sự khác nhau không? Nếu một người có ý nghiệp tà dâm hoặc sát sanh chưa có thân nghiệp nhưng ngay lập tức nhận ra ý nghiệp đó và dẹp bỏ đi bằng chánh niệm tỉnh giác thì người đó có gây nghiệp không và có phạm giới không? Cái số 4 thì nó hơi sự tách nó riêng. Nó như thế này. Cái nghiệp là ở đây là một cái sự kết hợp giữa thân, khẩu và ý. Trong đó ý là dẫn đầu. Chính bởi vì như vậy, khi quý vị xem xét các cái chi phần là nó sẽ có đầy đủ cả thân, khẩu và ý. Và nếu như mình thiếu một cái chi phần ở trong đó thì mình không phạm giới. Nhưng mà cái giới mình nó bị ô nhiễm. Xin lấy ví dụ như trong trường hợp số 1. Quý vị có ví dụ như một người có lòng mà thích thú vợ người khác thì vị đó mặc dù chỉ là ý thôi, nó chưa đủ chi phần thì không phạm giới, nhưng giới vị đó bị ô nhiễm. Còn nếu như mà nó là đủ cả sự kết hợp thân khẩu và ý thì phạm giới. Cho nên ở trong giới nó có những cái thuật ngữ, ví dụ như giới bị lấm lem nè, rồi giới bị lốm đốm nè, rồi giới giới bị đứt đầu đứt đuôi nè, hoặc là giới bị đứt hoàn toàn. Đó. Cho nên là nó sẽ tương ứng với từng trường hợp. Ừ. Và bởi vì đó, do ý là dẫn đầu. Chính bởi vì như vậy, nếu như mình ngăn ngừa từ ý thì mình ngăn ngừa luôn ác nghiệp từ thân, khẩu. Tức là mình ngăn ngừa một mà mình được ba. Còn nếu như mình chỉ ngăn ngừa có thân thôi thì hoặc là khẩu thì mình chỉ ngăn ngừa được một. Mình ngăn thân thì nó chỉ được thân chứ nó không được ý. Nhưng nếu mình ngăn ý thì được cả thân, khẩu và ý. Chính bởi vì như vậy đó, cái ý nó quan trọng hơn bởi vì nó dẫn đầu. Ha. Rồi thôi bây giờ mình trả lời vấn đề này trước đi. Mời sư Tuệ Tường. Dạ thưa Đại Đức, tình hình hiện tại mưa mưa quá thì mưa nó ồn quá, cho nên chắc thỉnh Đại Đức trả lời tiếp, thì tại mưa ồn quá nên nói nãy nó cũng không có nắm bắt được ý như thế nào. Thỉnh Đại Đức triển khai câu hỏi kế tiếp. Mưa nó ồn quá. Và qua cái phần tiếp theo đó là một người nam đã có vợ đi đến một người nữ chưa có chồng thì người nam đó có phạm giới tà dâm không, hay chỉ người nữ chưa chồng khi phạm giới vì người nam đó không đi với người nữ đã có chồng? Như vậy phải chăng tất cả những người nữ thời phong kiến cũng như thời xưa Ấn Độ mà lấy chồng nhiều vợ thì đều phạm giới? Chúng ta nên hiểu cái chi phần á là gọi là người nữ đã có chủ, chúng ta nên hiểu rộng ra như thế này, tức là với người nam, nếu như người nam đó đã có vợ thì người nam đó cũng được xem là đã có chủ. Trong trường hợp đối với người nam, khi mà đã có vợ thì muốn đi đến với người phụ nữ khác phải được sự cho phép của vợ mình. Và bởi vì như vậy đó, khi mà được vợ cho phép thì dù cho chỉ là qua đường
hay là lấy thêm bà nữa thì đều không phạm giới, bởi vì đã được cho phép. Và chúng ta mở rộng ra thêm một điều nữa, đó là trong trường hợp mà người nữ được chồng của mình á, nữ có chồng được chồng mình cho phép, thì trong trường hợp đó người nữ cũng không phạm giới, bởi vì được chồng cho phép. Thì không biết cái vấn đề này thì sư Tuệ Tường có phản biện hay không, thì hay là không biết là mưa quá là sư không có nghe được. Còn mưa quá cái này nên không nghe rõ, mưa lớn quá. Vậy thôi, thôi coi như là sư đi một mình luôn. Cho nên là chúng ta phải phân biệt ha. Ngoài ra thì quý vị muốn biết rõ hơn á, thì quý vị có thể xem cái bài giảng về giới không tà dâm của sư ở trong YouTube, sư đã có rồi. Nó nằm ở trong danh sách pháp là lớp Phật pháp căn bản ha. Có nói rồi. Ngoài ra thì sư có mở một vài vấn đề như thế này, là cái người nữ được bảo hộ á, thứ nhất là được gia đình bảo hộ, thì cái gia đình bảo hộ này có nghĩa là đã có, một là còn ở với cha mẹ, được cha mẹ bảo bọc, hai là ở với anh chị họ hàng, được anh chị họ hàng bảo bọc. Bảo bọc theo kiểu như thế này nè, là giống cái vị mà hỏi cái câu mà 27 tuổi chưa có nghề nghiệp á, phải ở với anh của mình, mà anh mình muốn mình làm cái gì là mình phải làm cái đó, không muốn mình làm cái gì là mình không được làm cái đó. Thì trong trường hợp đó mình là người đang được bảo bọc, tức là mình đang sống nhờ vào người khác và người khác bảo bọc mình, kêu mình làm cái gì hoặc không cho mình làm cái gì thì đó gọi là bảo bọc. Và nếu như vậy đó nha, thì nếu như không được phép thì đó là phạm giới. Rồi quốc độ, cái gọi là được sự bảo hộ của quốc độ là như thế này, là pháp luật nhà nước ở xứ sở đó không cho phép đi đến ngủ với cái người phụ nữ đó. Xin lấy ví dụ, pháp luật Việt Nam cấm phụ nữ dưới 16 tuổi là không được ăn ở với người nam dưới bất kỳ hình thức nào. Đấy, thì trong trường hợp đó là pháp luật cấm. Nhớ nha, ở đây đó nói là pháp luật cấm, là cấm cái chuyện là người nam đi đến với người nữ để thực hiện cái hành vi phi phạm, tức là hành dâm đó, chứ không có nhắc đến cái chuyện là kết hôn. Nhớ giùm sư. Rồi. Thì sư nghĩ là cái vấn đề này nó đã rõ rồi. Bây giờ sư sẽ qua câu hỏi tiếp theo.